Xin chào, cảm ơn bạn đã đến với dịch vụ bảo lãnh viện phí, giải pháp giúp khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian và công sức. Tạm biệt nỗi lo về tiền mặt khi sử dụng dịch vụ y tế tại các bệnh viện hoặc phòng khám hợp tác với Bảo hiểm Bảo Việt. Dịch vụ bảo lãnh viện phí của Bảo hiểm Bảo Việt có những ưu điểm vượt trội sau đây. 1. Tốc độ giải quyết nhanh chóng. 2. Thủ tục đơn giản. 3. Giảm gánh nặng tài chính trong quá trình khám và điều trị. 4. Dịch vụ bảo lãnh viện phí 24/7 luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi cần thiết. 5. Hệ thống bảo lãnh viện phí trải rộng trên toàn quốc, vươn ra ngoài quốc tế với hơn 200 cơ sở y tế đa dạng về loại hình và phân khúc. Để sử dụng dịch vụ, các bạn cần sở hữu một trong những loại thẻ bảo lãnh sau đây của Bảo hiểm Bảo Việt. Thẻ màu xanh sử dụng cho dịch vụ bảo lãnh chi phí y tế, điều trị nội trú. Thẻ màu vàng sử dụng cho dịch vụ bảo lãnh chi phí y tế, điều trị nội trú và ngoại trú. Thẻ màu đen sử dụng cho dịch vụ bảo lãnh chi phí y tế, điều trị nội trú, ngoại trú và cả nước ngoài. Các thẻ bảo lãnh gồm có thẻ cứng, thẻ điện tử xuất trình trên app Bảo Việt Direct. Ảnh chụp hoặc bản in thẻ điện tử cũng được chấp nhận. Sau đây là hướng dẫn chi tiết về quy trình làm thủ tục bảo lãnh viện phí đơn giản và tiện lợi khi tới thăm khám tại các cơ sở y tế thuộc hệ thống bảo lãnh liên kết của Bảo hiểm Bảo Việt. Bước 1. Trước khi thăm khám, các bạn xuất trình thẻ bảo hiểm và các giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, hộ chiếu, giấy khai sinh nếu là trẻ nhỏ. Cơ sở y tế sẽ tiếp nhận và kiểm tra thông tin người được bảo hiểm. Bước 2. Khi có kết quả chẩn đoán và chi phí điều trị, các bạn thông tin lại với cơ sở y tế để cơ sở y tế gửi yêu cầu bảo lãnh sang Bảo hiểm Bảo Việt. Bảo hiểm Bảo Việt nhanh chóng kiểm tra và trả lời bảo lãnh cho cơ sở y tế. Cơ sở y tế thông báo xác nhận bảo lãnh cho người được bảo hiểm. Bước 3. Các bạn ký xác nhận chi phí thuộc phạm vi bảo lãnh, thanh toán chi phí không thuộc phạm vi bảo lãnh. Bảo hiểm Bảo Việt tiếp nhận thủ tục bảo lãnh 24/7, bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày lễ, Tết. Thời gian xác nhận bảo lãnh của một ca ngoại trú là 30 phút và 120 phút đối với ca nội trú, tính từ lúc nhận đủ thông tin từ cơ sở y tế. Các bạn lưu ý, kiểm tra thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm và đảm bảo rủi ro thuộc thời hạn bảo hiểm trên thẻ bảo hiểm, cung cấp đầy đủ thẻ bảo hiểm, giấy tờ tùy thân khi thăm khám và sử dụng dịch vụ bảo lãnh. Chuẩn bị trước tiền đặt cọc tạm ứng, đóng phí dịch vụ trong trường hợp cơ sở y tế có quy định. Thăm khám tại các cơ sở y tế thuộc hệ thống bảo lãnh liên kết với Bảo hiểm Bảo Việt. Tham khảo tại website bảoviet.com.vn. Lưu ý, đọc kỹ các ghi chú trong danh sách trước khi sử dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí. Nếu còn thắc mắc, hãy gọi hotline của Bảo hiểm Bảo Việt 1900 55 88 99, nhánh số 3 để được tư vấn và hỗ trợ 24/7. Cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến dịch vụ bảo lãnh viện phí của Bảo hiểm Bảo Việt.